đi, ăn cho mọc lên. Cũng có câu đó nè. Rồi chúng ta nghỉ tránh dịch. Đúng không? Ủa mới sao nhiều gửi nhắn tin cho thằng kia quá à. Thằng An cũng nhắn luôn, nghe mới biết, nghe mới tức, nghe mới nhắn. Làm gì đó? Mồi hả? Cần thầy xuống bếp không? Thôi ông xuống bày đi. Nè nhậu mồi gì đây? Bây giờ nhậu mồi ốc nè. Ở ở nhà vợ kia rửa chén không rửa đâu, lên đây tiệm ngồi nhậu cho đã vô phải xuống rửa chén không? Để đi để thầy rửa cho. Thôi, hôm qua nhậu cho xách đít về sáng thầy quét dọn rửa rồi. Có không? Hôm nay tao rút kinh nghiệm nhậu hết tao giữ lại cho rửa chứ đồ mà để sáng tao phải vô rồi rửa tao quét nhà lo nhà nữa. Vãi thiệt luôn. Cầm con. Nhậu cho đã rồi bắt thầy rồi nó vô rửa chén. Đâu rồi? Đâu? Đi rồi con. Mở vô chưa? Chú à. Cho mượn đây, ta đây đây. Mà ngon không? Mà đi từ từ không đi như bão vậy đó. Đó bụng rồi, đó bụng tôi bỏ cái nước lụa thịt đồ bỏ mì gói vô. Đó. Không? Nhậu đã không nè. Đi học mà sướng không? Không. Đi học sướng lắm á. Mà đôi khi có nhiều người ta nhớ, vẫn có nhiều người ta quên mấy món ăn này. Có nhiều thằng kia mới ra có một bữa quên mẹ luôn. Ngày đúng ngày một. Nói chắc bữa nó cho ăn ớt rồi sao nó cài quá nó quên. Mà không nhớ là từ lúc ở đây rồi. Hả? Đâu không nhớ từ lúc ở đây rồi. Anh bưng cái này ra nên mở tủ lạnh đi anh. Để tối tối ta. Đâu, để tủ lạnh đâu nậu. Không sao đâu. Đụng. Không sao đâu. Đụng vô một phỏng tay, không sao. Để tôi đây đi, 5 cái gái mình rút luôn 1 chiếc, 1, 3, có gỗ nè. Trời. Đây có chiếc lá, từ đây có rồi, đông, nửa tiếng sau không đông được. Ở bên thầy là an toàn nhất, đúng không? Đúng không? Ok, an toàn quá quên luôn. Nhiều đứa. Đúng không? Nhiều đứa nó khó. Nó cũng muốn quay về chứ. Có cái nghề rồi nó coi. Có nghề rồi không muốn quay về nữa đúng không? Vâng. Sao không? Bông quá thì quay nữa nó vậy đúng không? Nhưng mà quan trọng là tiệm mình luôn vui được rồi. Khóa này ra có đi vô là vui được rồi, hòa đồng được rồi. Đúng không? Anh em thương nhau được rồi, học hiểu và làm được rồi. Đây. Mồi ngon không? Mồi ngon không? Đó. Ngon không? Đó. Quay về cho những học sinh đi ra khóa nhớ. Đúng không? Nhớ, nhớ những bữa tối nào cũng nhậu đúng không? Đúng không? Đôi khi bỏ 15 ngày ra cũng cay chút xíu, không sao. 15 ngàn đổi lấy 320 ngàn xuống chết.
Dạ. Đưa luôn thầy, thầy. Quay vào. Quay đằng vào. Đây đây. Đưa luôn cho thầy. Quay kỷ niệm thôi, để sau này cái gì đồ muốn cái gì ta gỡ riêng cho thầy. Đó không? Hãy thầy đứa coi, nhớ cái này. Bởi thầy hỏi kia cũng vậy, thầy gỡ cái déo mấy hình ảnh của nó qua hỏi trước khi nói thầy gì nhớ mấy cảnh nào nè. Kỷ niệm đẹp. Đó không? Ăn nhiệt tình nhất là anh này là ăn nhiệt tình nhất nè. Đó. Ăn ngon. Mất cỡ quá. À, mất cỡ. Nó ăn nhiệt tình lắm. Ủa mà ăn mà ăn giặt đồ ngon không à. Nó phải dạng mà ăn mà đồ nó dễ kẻ. Ăn rồi đó. Ủa nó cuốn ba bốn miếng thịt đó không. Ăn cho nó ăn chứ. Này con quay rồi để đồ sau này để đồ nó còn nhớ mấy cảnh mà. Anh nấu mà cho nó ăn chứ. Tao nấu cái thôi. Ăn đây rồi mốt thì em vậy. Ủa con nhớ chỉ vô cái tầm con nói gì không? Nhớ không? Thấy không? Nhớ vô cái cầu nó nói sao? Hay là mốt định về lấy 6 tiền nữa chưa? Đồ anh nấu anh cho ăn cái rau hoài nó quen người khác đấy chứ. Mày mà ăn cái đó mốt mày ăn giống dạ dạ mày là đậu mà ông quýnh cái đậu nó bòm đầu đi. Ăn mà nó giặt nè. Kiếm cái đậu như thế nào. Đại hôm qua ngồi lựa chứ mất chứ mặt mình luôn ham nói nhậu hôm qua ngồi lựa rõ ràng mà như ít đại mà nhậu người lớn dầm dữ lắm mất con. Con gấp đại gấp con trộn nước